Trong khi đó, các câu lạc bộ cũng đang ráo riết chuẩn bị cho V-League, dự kiến sẽ trở lại vào cuối tháng 7 nếu điều kiện cho phép. Chắc chắn nằm trong nhóm phải đá trụ hạng nên câu lạc bộ Hải Phòng đang nỗ lực thoát hiểm bằng việc tăng cường lực lượng mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi đã có được sự phục vụ của Châu Ngọc Quang và Trần Hữu Đông Triều, câu lạc bộ Hải Phòng đã được Hoàng Anh Gia Lai cho mượn thêm một cái tên chất lượng nữa là Dụ Quang Nho. Đây là cầu thủ đã khẳng định được khả năng của mình trong màu áo đội bóng phố núi khi có thể đá tốt ở cả vị trí hậu vệ biên và tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra, Dụ Quang Nho cũng là trụ cột của đội tuyển U23 quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2021. Trước khi được cho Hải Phòng mượn, Dụ Quang Nho đã có 3 lần được ra sân từ băng ghế dự bị của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2021. Những sự bổ sung chất lượng kể trên cùng với sự trở lại của những ngoại binh như Mpande, Jeremy Lynch, Hải Phòng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn hứa hẹn sẽ là đội bóng khó chơi ở giai đoạn 2 V-League. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.